What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng đi giải đáp cho anh em một cái thắc mắc. Đó chính là khi con RK918 RGB này kết hợp với bộ keycap, đó chính là bộ keycap Cloud. Đây, trên tay mình đây thì nó sẽ ra bộ bàn phím như thế nào và ánh sáng đèn LED của nó sẽ ra sao. Thì như các bạn đã biết, con RK918 RGB đây là một trong những cái con bàn phím mà có hệ thống đèn LED RGB cực kỳ bá đạo, với đèn LED viền RGB như thế này, kể cả phần trên cũng LED RGB luôn. Và mình sẽ lựa chọn đó là phiên bản màu trắng, tại vì phiên bản màu trắng mà đi với bộ keycap Cloud thì nó sẽ đồng bộ hơn, tức là trắng từ trên xuống dưới luôn. Kể cả cái mặt sau của nó cũng dạng như là cái giống như là keycap Cloud luôn nha các bạn. Đây các bạn có nhìn thấy thì nó sẽ có thiết kế kiểu dạng như nhựa đục đục, đúng không? Và như vậy nó sẽ cho cái độ tán sắc nó sẽ đẹp hơn, tán đều hơn. Thì như các bạn đã biết là bộ Cloud là một trong những cái bộ keycap khá là nổi tiếng ở bên mình. Và cái bộ này có cái điểm đặc biệt là nó làm hoàn toàn là nhựa đục, tức là sẽ không có bất kỳ ký tự nào ở phía trên này. Và nó sẽ giúp cho cái đèn LED nó sẽ tỏa sáng ra đẹp hơn. Tuy nhiên thì cũng như mình sẽ lưu ý cho các bạn biết, khi mà các bạn mua cái bộ Cloud này về thì các bạn nhớ lưu ý là nó sẽ để sẵn, chia sẵn ra thành các hàng như thế này. Thì các bạn sẽ cắt từng hàng và lắp vào đúng theo thứ tự các hàng luôn, chứ các bạn đừng cắt hết rồi đổ ra thì nó sẽ không thể nào mà lắp chính xác được. Mà nếu mà lắp thì cũng sẽ rất là tốn thời gian, tại vì cái bộ keycap này nó không có chữ, các bạn lưu ý điều đó nhé. Ok, như thông thường thì có lẽ các bạn phải cắt ra và lắp từng nút, nhưng riêng với mình thì mình đã có kinh nghiệm khoảng 30 năm cho việc đó là nhổ và thay keycap rồi, cho nên mình chỉ cần một cái đoạn thao tác cực kỳ đơn giản thôi là mình đã thay toàn bộ cái keycap này vào trong bàn phím. Đó chính là một cái búng tay thần thánh của Thanos. Đây, ta-da! Như các bạn đã thấy là cái bộ keycap đã lắp hoàn toàn vào trong chiếc bàn phím rồi. Thì các bạn lưu ý là ở phía con này nó sẽ có thêm 4 cái nút thừa ra ở đây. 4 nút này thì trong cái bộ keycap Cloud nó sẽ không có sẵn, cho nên mình đã hack thêm một bộ nữa để lắp vào. Mình giàu mà. Ok, rồi bây giờ các bạn đã thấy thì sau khi lắp cái bộ Cloud vào, các bạn có thể nhìn thấy cái bàn phím này nó đã thay đổi hoàn toàn. Nếu như mà các bạn nghe thấy tiếng lật cạch thì do là ở chỗ mình nó đang ủi đường cho nên nó rất là rung. Nên có thể là do các cái bộ đồ chơi người lớn của mình nó đang va đập vào nhau nên sẽ có nghe tiếng lật cạch thì rất là ghê. Không sao, quay trở lại vấn đề chính. Thì như các bạn đã thấy là nó trở thành một cái bộ bàn phím cực kỳ là lung linh, cực kỳ là ảo diệu. Tại vì cái bộ keycap này nó giúp cho cái đèn LED nó sáng đều lên và nó sẽ sáng toàn bộ keycap luôn. Chứ không như những cái bộ keycap khác thì nó chỉ sáng ở ký tự thôi, còn cái này nó sẽ sáng full cái bộ keycap luôn, nhìn cực kỳ đẹp. Và nếu như các bạn tắt điện thì nó sẽ còn dã man hơn nữa. Với cái bộ LED RGB của em này thì nó rất là mượt mà, cho nên là mình thấy cái chuyển động của đèn LED nhìn nó đã là khá là mượt mắt. Và bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn chiêm ngưỡng xem thử các cái chế độ đèn LED của em này cùng với bộ keycap Cloud nhé. Your life, you know it's hard to survive. A cigar in my mouth, maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Running, running. Như vậy là mình đã vừa cho các em chiêm ngưỡng toàn bộ cái bàn phím mà khi mà mình đã lắp cái bộ keycap này vào. Phải nói là đây là một bộ combo tuyệt vời, đến hoàn mỹ luôn đấy.
Tại vì cái bộ bàn phím này nó sẽ cho chúng ta cái cảm giác nó liền mạch, nó full trắng từ trên xuống dưới, và đèn led của nó phải nói là chạy xung quanh khắp các ngõ ngách của bàn phím luôn, cực kỳ đẹp. Nếu như mà các bạn có muốn ý định làm cho cái góc gaming của mình nó tỏa sáng như thế này thì các bạn có thể thêm mua thêm bộ cloud. Bộ cloud rất là đẹp khi mà kết hợp với những chiếc bàn phím có đèn led RGB, và đặc biệt hơn là những chiếc bàn phím màu trắng. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý là những bộ cloud này nó sẽ không có ký tự ở trên keycap, cho nên khi các bạn đánh mã chữ này nó sẽ rất là dễ bị lộn, trừ khi các bạn nhớ hết các mặt chữ nhé. Và nếu như mà các bạn mua bộ cloud với lại cái bàn phím này, bộ combo như thế này ở trên Boss Gear thì sẽ được hỗ trợ free ship trên toàn quốc nha các bạn. Ok, như vậy là mình đã review xong cho, như vậy là mình đã giải đáp cho anh em biết cái câu hỏi, đó là khi mà bộ bàn phím RK918 RGB này lắp bộ cloud lên thì nó sẽ như thế nào. Đó, các bạn thấy sao về chiếc bàn phím và bộ keycap như thế này? Nếu mà các bạn có ý kiến gì thì có thể để lại ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn nếu mà các bạn thấy hay thì nhớ like, subscribe và đừng quên ấn nút chuông nho nhỏ ở phía bên cạnh nút subscribe để xem là những cái video clip mới nhất về Boss Gear nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. À, mù mắt luôn mày ơi.